Chào mừng mọi người đến với kênh Mộng Tiên Giới. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Và sau đây là chấp 50 của bộ truyện ta ký kết khế ước với chính mình. Minh vụ chi thể. Giải phóng. Khủng cụ chiến liêm. Minh vụ của mình vậy mà không chịu nổi một kích. Vừa rồi giám định qua, thủ đoạn công kích của nó chủ yếu dựa vào đuôi. Thuần thủy chi thể có thể né tránh sát thương vật lý, cho nên công kích của nó đối với mình không có hiệu quả. Ồ, xem ra ngươi có nhiều hơn một năng năng. Nhưng ngươi không nghĩ rằng chỉ vậy là có thể thoát được sao? Không tốt. Dù ngươi có bao nhiêu năng lực cũng không thể bù đắp sự chênh lệch sức mạnh. Nó hạ nhiệt đuôi xuống cực thấp, làm đông cứng thuần thủy chi thể của mình. Nhưng có một điều ta khá tò mò. Huyễn thuật của Vương, ngay cả tư đồ thời bạch cũng không thể nhìn thấu. Chính xác thì ngươi đã dùng cách gì? Mặc dù ta không thể sử dụng hai năng lực cùng một lúc, nhưng Bảo thạch màu đỏ. Vũ Khí có thể bù đắp điểm này. Vũ Khí, thực hỏa giả. Khế ước bảo thạch, võ khí có thể tạm thời truyền năng lực tấn công vào bảo thạch, phá hủy bảo thạch sẽ giải phóng phiên bản cường hóa của năng lực đó. Hừ, chút tài mọn. Nhưng ngươi thật sự đã thoát được. Sao? Không tiếp tục chạy nữa à? Chỉ dựa vào bản thân tao thì e rằng khó mà thoát thân. Cho nên ta chọn gọi cứu viện. Trương Bình Bác sĩ Trần Vi Hoa nói cậu gặp rắc rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người khác đều đã rút hết, chỉ còn cậu thôi. Phượng Lai Tiên, bị vụ nổ vừa rồi thu hút đến sao. Hóa ra hắn cùng phe với Trương Bình. Nếu đã không thể lợi dụng được, thì đi chết đi, cẩn thận. Tiểu huynh đệ, sau lưng ngươi, không cần quan tâm vết thương của ta. À ta là hồ ly. Thì ra là thế, đúng là một phiền toái. Bạch Đức, chăm sóc tốt cho học trò của anh. Đây là thiên thường hồ sao, nhưng rõ ràng cô ta trông. Nhóc con, cậu, cậu đang làm gì vậy? Yên tâm, giáo quan Bạch, tôi sẽ không hại ngài đâu. Bây giờ ngươi hãy nhìn lại cô ta xem, ôi trời. Thuần huyết chi thể, chia sẻ thị giác. Phượng quán chủ cẩn thận thắt lưng bụng. Rõ, lực công kích cao như vậy bạch giáo quan ngài mở tay trái ra lòng bàn tay hướng lên trên đây đây là nghĩ cách để phượng quán trưởng ăn cái này hiểu rồi ta có cách gió đến mang tin đón lấy nhanh nuốt xuống đồ ngon đấy đó là mật mã con xúc sinh cuối cùng cũng thấy ngươi rồi chúng ta cũng đi giúp thôi con xúc sinh chết tiệt trả mạng cho học viên ta xích hoàng bất tử thể hình thái hoàng diễm mở thực hình bổ hình hình thái sư tử chiến phượng quán trưởng thứ ngài vừa mới nuốt vào chính là máu của tôi mặc dù có thể tạm thời nhìn thấy người thật của nó nhưng thời gian rất ngắn như vậy là đủ tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.